Hello, xin chào tất cả anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của Đình Lâm nhá. Rồi thì hôm nay tiếp tục đến với con xích bo bình bóc anh em ạ. Đấy, nay mình sẽ đổi vật một xíu anh em. Nay mình vác vốn 2 triệu rưỡi anh em vào chơi cũng như kiếm tiền trên con xích bo bình bóc cho tất cả anh em cùng xem nhá. Rồi, ra 146 này, phát lại ra 3 này anh em này. Đấy, mình chỉ cần nhìn cầu này là mình biết ra con 3. Đấy, tỷ lệ con 2 thì nó tầm 40%, nhưng mà tỷ lệ con 3 thì tầm 90% anh em ạ. Đây, mình sẽ đánh 2 triệu vào con 3 nhá. Đánh 2 triệu vào con 3. Chỉ có con 2 mình chỉ có đánh 5 lít dự phòng thôi anh em ạ. Đấy, ok chưa? Không cần thiết phải nhiều anh em ạ, chỉ cần thế này thôi là đủ nhá. Rồi, ok chưa? Đây. Đây bây giờ nó 63, không biết nó quay lại 60 anh em ạ. Đấy, nếu mà mình bắt tay này mình bắt, vì mình bắt đây là mình đang chơi công thức hai cửa, là mình đánh con 2 với con 5. Còn công thức 3 cửa là để mình đánh con 2, con 5, con 6 anh em này. Đấy, con 6 phát này cũng đẹp anh em. Đấy, mình biết ngay 636 anh em mà nó ra 636 này. Đấy, nhưng mà nếu mà công thức 3 cửa là mình ăn rồi, nhưng mà đây là mình đang chơi công thức 2 cửa anh em ạ. Mình có hai công thức, một công thức 2 cửa, một công thức 3 cửa anh em nhá. Đó. Rồi, bây giờ mình có một công thức chặn lẻ nữa, nhưng mà mình đang test chưa có ok cho lắm anh em. Rồi bây giờ mình sẽ bắt lại con 4, con 5 anh em nhá. Để xem nào, tất tay này, mỗi con 4 triệu 7, con 4 triệu 6 này. Ok, uy tín nha anh em, 3 phát ăn 2 phát. Đấy, phát thứ hai đáng nhẽ là cũng ăn đấy anh em ạ. Rồi anh em nào mà chưa trải nghiệm con mình bốc này, link mình đã để dưới phần bình luận với là mô tả rồi nhá. Anh em chỉ cần tải game về, liên kết xong anh em gửi ID vào nhóm Telegram mình ghim dưới link tải để nhận code 20k. Rồi anh em con này thì chỉ cần nạp đầu 100k thì anh em sẽ được nhận khuyến mãi thêm 58k nữa. 58k này anh em vào hòm thư để nhận nhá. Rồi 3, 4 này. Mình chỉ cần đây ok nhá. Mình chỉ cần áp dụng cái công thức hai cửa này là mình ăn con xích bo này sấp mặt lờ luôn anh em. Bây giờ lên 32 triệu rồi, mình sẽ giao vào lại một phát anh em nhá. Rồi, bây giờ mình sẽ giao vào lại một phát 32 triệu đây. Đấy thì anh em nào mà ôi ra con 5 tiếp kìa. Đấy anh em nào mà muốn về bờ ấy thì link mình để dưới mô tả với lại bình luận rồi, tại về xong inbox qua Zalo cho mình. Trước hết anh em phải vào nhận cốt đá, xong anh em inbox qua Zalo mình. Mỗi người mình sẽ tặng 1 đến 2 bộ công thức xích bo này cho anh em trải nghiệm. Thứ hai nữa mình đưa anh em về bờ miễn phí 100%. Đó. Và đặc biệt nữa mất hoàn vốn cho anh em nhá. Rồi, ăn tiếp con 4 6 triệu này lên 55 triệu nhá. Đấy, mất mình hoàn vốn cho anh em. Còn ăn thì anh em cứ nhận, mình không lấy phí. Mỗi ngày mình bỏ ra một tiếng tầm 9 đến 10 giờ, mình đưa anh em tầm 5 đến 7 anh em về bờ thôi. Vì cái này là mình hoàn toàn giúp đỡ anh em miễn phí, mình không có thời gian nhiều. Đấy, cho nên mình chỉ đưa tầm 5 đến 7 người thôi nhá. Hàng ngày, ngày nào mình cũng đưa cả. Anh em nào mà đang xa bờ thì cứ liên hệ qua cho mình. Ăn tiếp con 4 anh em này. Đấy, mình chỉ nhìn cầu thôi. Mình chỉ nhìn một cầu là mình biết phát sau nó tỷ lệ nó về những con nào rồi anh em ạ. Rồi, cái này thì một là chơi quen, hai đó là vì mình viết ra những cái công thức cho anh em thì mình tặng anh em thì mình cũng biết rồi, mình không cần phải nhìn công thức gì nữa. Mình ra con gì là mình đoán tỷ lệ ra con nào là nó chuẩn hơn anh em nhá. Rồi bây giờ thì mình sẽ bắt con 2 với con 3 anh em nhá. Đấy, chỉ cần công thức hai cầu là đủ ăn rồi anh em ạ. Còn để cho mình chơi công thức 3 cửa là nó càng chết hơn nữa anh em. Đấy. Nãy giờ thì mới mất phát thứ hai anh em này. Đấy, ăn từ vốn 2 triệu rưỡi lên 60 triệu rồi mới mất phát thứ hai anh em ạ. Rồi thì bình thường là mình chỉ cần tầm vài trăm thôi anh em ạ, dăm 700 một cụ thôi là mình chiến được con này rồi. Đấy, hôm nay lỡ nãy mình vốn cũng có 1,5 triệu thôi, nhưng mà mình đánh một tay long hổ ăn được 1 triệu nữa thì mình vào mình cầm 2,5 triệu và mình quất xích bo luôn cho nó sướng luôn. Cầm vốn càng nhiều quất càng sướng anh em ạ, nhưng mà đừng có nhiều quá nó bịp đấy anh em. Anh em chỉ cần cầm ít thôi, cầm một vài cụ thôi là nhiều. Đấy, còn lại là bỏ két cho mình. Đấy, ăn được nhiều thế này như mình làm video, nhưng mà nếu mà không làm video là mình sẽ ra bỏ két rồi anh em ạ. Đấy, mình phải bỏ két thường xuyên anh em, bỏ két với là ra vào lại thường xuyên nhá, cho nó đỡ soi với là dễ chơi. Đấy thì mỗi ngày thì mình đều livestream hàng ngày trên kênh Đình Lâm Gaming. Anh em nào mà rảnh thì tối 8 giờ tối hàng ngày vào xem mình livestream nhá. Đấy, mỗi livestream ăn tiếp này, mỗi livestream thì mình sẽ dành ra 400-500k để cho anh em chơi event, lọc lãi cho anh em xem cho nó vui nhá. Rồi, bây giờ lên 99 cụ rồi. Mình sẽ tiếp tục ra vào lại một lần nữa rồi mình sẽ nghỉ nhá. 99 cụ 310k. Rồi bây giờ mình sẽ vào một lần nữa mình sẽ nghỉ anh em này. Đấy thì ôi trời, mẹ bắt không kịp kìa. Ăn đù. Mình tính bắt con 3 với lại con 4 anh em ạ. Nhưng mà không kịp. Đấy, cuối cùng bắt một con 3 ăn mẹ luôn con 3 anh em ạ. Đỏ thế nhở.
đỏ tính nhờ, nếu mà bắt con 2 con 3 là mình thua rồi vì mình bắt con 2 trước mà, đúng không? Rồi bây giờ mình sẽ vừa ra con 3 mình sẽ trở lại con 5 với lại con 4 anh em nhá. Đấy, cứ công thức này mà chơi thì đảm bảo tỷ lệ ăn thì chỉ có 90% thôi anh em. Đấy, ăn sấp mà lờ luôn, nổ. Ăn tiếp anh em thấy không? Ăn lia lịa luôn, nãy giờ từ đầu đến cuối giờ mới mất đúng có 2 cầu anh em. Đấy, 148 triệu rồi. Bây giờ thì mình chơi tầm vài phát nữa mình nghỉ anh em nhá. Để anh em nào mà cần về bờ cứ liên hệ qua cho mình. Tại game về anh em nhớ gửi ID vào nhóm Tele để nhận code trước nhá. Xong rồi inbox qua Zalo cho mình, số Zalo mình trong mô tả đấy anh em. Đấy mình sẽ tặng anh em hai cái bộ công thức xích bo, hai cửa với là ba cửa, rồi đưa anh em về bờ miễn phí 100%. Rồi ăn tiếp này. Đấy mất hoàn vốn anh em. Rồi ok chưa? Anh em thấy ok chưa? Nãy giờ mất đúng hai tay anh em nhá. 173 cụ rồi, vốn 2 triệu rưỡi. Rồi. Đấy cầm vốn nhỏ thì anh em không tin. Đấy cầm vốn lớn thế này thì đấy mình chỉ cần 2 triệu là nhiều lắm rồi anh em ạ. Đấy đáng nhẽ hôm nay mình tính cầm vốn 1 triệu rưỡi thôi vì mình muốn thay đổi cho anh em hàng ngày, mỗi ngày là một số vốn khác nhau chứ mình không bao giờ cầm số vốn giống nhau anh em nhá. Đấy anh em xem mình cũng biết đấy, ăn tiếp anh em. Đấy không thoát được tay nào luôn anh em ạ. Từ đầu đến cuối mất đúng hai tay. Kinh khủng thật sự luôn, lên 199 cụ rồi. Rồi bây giờ mình sẽ nền một tay nữa mình nghỉ nhá, đánh một tay cuối cùng này, ăn hay thua gì mình cũng nghỉ nhá. Ok chưa? Đã chơi thế nào là anh em biết đẳng cấp nó như thế nào rồi anh em ạ. Rồi, thì bây giờ mình sẽ chơi tay cuối cùng anh em nhá. Mình sẽ chơi một tay đúng một tay cuối cùng này. Rồi anh em cần gì cứ liên hệ qua Zalo cho mình trong mô tả nhá. Ăn tiếp 4 triệu bại anh em ạ. Thôi bây giờ chắc mình dừng clip tại đây thôi anh em ơi. Vốn 2 triệu rưỡi lên 217 triệu nhá. Rồi chắc bây giờ thì bye bye anh em. Hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Cảm ơn anh em đã ghé kênh ủng hộ mình, đã bỏ chút thời gian xem video nhá. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo.